Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft thợ săn kho báu. Khá là sukana luôn, nãy thì mình có AFK để cho cày một ít đồ á. Nhưng mà có một con nhện nó vô văn quá một xíu, nó trèo vô nó đánh mình ngụm củ tỏi. Và cái vật tổ trường sinh cũng mất luôn rồi. Cái nón thì cũng hư muốn gần hết luôn. Thiệt tình con nhện quê đâu mà vô duyên thiệt sự luôn á. Chắc bây giờ mình phải sửa cái nón này để mình có thể xài thêm một thời gian. Hoặc là chúng ta sẽ kiếm một cái nón khác ha. Mình có nhiều lựa chọn mà. Hay là mình sẽ thử tìm một cái nón khác nhờ. Ok, mình sẽ thử vận may nhá. Coi coi có cái nón khác có chất lượng tốt hơn hay không. Mình được một cái nón... nó dởm hơn cái nón cũ mình một xíu. Nhưng mà nhìn nó cũng khá là chiến hả. Cũng được, cũng tạm được đấy. Nếu như vậy thì mình sẽ đi cường hóa nó lên luôn. Dùng đỏ ha. Dù sao cái nón cũ mình cũng gần hư mất rồi. Đây, Lightning Focus. Có thêm bảo vệ hay không? Có Acrobat với lại Fire Focus gì cơ. Mấy cái dòng này khá là lạ đối với mình luôn á. Mình sẽ thử đội cái nón này trong chiến khám phá ngày hôm nay ha. Coi coi nó có thực sự tốt hay không. Còn cái nón cũ thì mình sẽ tạm thời mình treo lên, vì nó cũng đã đồng hành cùng mình một thời gian rồi đó. Ngoài ra thì trong ngày hôm nay mình sẽ gán săn thêm kho báu mới được. Trong cái cửa hàng linh hồn á thì mình thấy nó có bán một cái vật phẩm tên là Seal of the Executioner. Cái này thì hơi bị hiếm luôn. Và bây giờ chắc mình phải học thêm một cái kỹ năng có tên là Soul Hunter ha. Kiểu như là thợ săn linh hồn nè. Học một cái. Học trước đi ha. Rồi giờ thì coi vô cửa hàng coi. Mình hiện tại thì chưa có đủ số linh hồn nên chắc chưa có mua được đâu. Vậy là chúng ta phải đi săn linh hồn rồi. Được, mình thử đi săn liền nha. Rồi một xíu về chúng ta sẽ làm công việc chính trong ngày hôm nay sao. Rồi đi thôi. Chuyến này đi là chủ yếu săn linh hồn á. Nó cho mình cái búp gì đây. Bây giờ mình sẽ thử mình farm quái các thứ coi. Bật cái năng Rampage của mình lên nè. Mình farm quái coi coi nó có lên linh hồn chưa nhá. Ôi, trong lúc mình ở bên thế giới này thì nó không cho mình coi cửa hàng. Wow. Vậy là về nhà mình mới biết được là trong chuyến đi này mình săn được bao nhiêu linh hồn á. Ok. Một cái cây gậy phép thuật đầu tiên nè. Tìm cái Wizard One này á rất là khó luôn. Mình đi rất là nhiều căn phòng mới có đúng một cây thôi đó. Mình đã đủ số lượng mắt Creeper luôn rồi nè. Vậy là bây giờ chúng ta chỉ còn thiếu nhiều nhất, đó chính là những cái cây gậy phép thôi. Nó kiểu bị hiếm ấy. Ây da. Gì hoài vậy? Hết nổ ở bên ngoài, giờ xuống dưới khu mỏ không bị nổ nữa. Sao thế nhờ? Xui vậy. Lâu lắm rồi mình mới trở lại căn phòng hình chữ X nè. Một thời điểm thích hợp để chúng ta kiếm thêm đồ nha. Nhưng mà khoan, sao bữa nay ít rương vậy? Mỗi khi ở đây cũng có vài cái rương mà ta. Ui, nó còn có căn phòng gì nữa nè. Cay quá. Sẽ có ngày mình sẽ vô đó khám phá thôi, yên tâm. Còn bây giờ thì tìm kho báu trước. Đi thẳng xuống dưới. Ui, gì đây? Ui, thanh niên lạc trôi xuống theo mình ạ. Rồi, hên đi hay là xui đây? Mình nghe tiếng quái thôi. Hên. Ui, xui rồi. Không ổn. Hơi xui nha. Trời đất ơi, lâu lâu mới gặp lại căn phòng này mà su cà na vậy. Ở đây có thanh niên ở trần mà cửa gà nè. Ây da, vô duyên vậy. Người ta đang nhìn người ta cửa gà mà chọi chọi, mắc ghét à. Rồi, tới bây giờ mình vẫn chưa tìm thêm được bất kỳ một cái que phép thuật nào. Mình thấy chiếc này toan rồi.
10 trái tim, ui sao bây giờ ngày càng đánh đổi nhiều trái tim vậy? Đổi luôn. Còn gì để mất đâu. Đổi nè, rồi 10 trái tim đó. Wow, 10 trái tim cho nhiêu đây đồ hả? Ok, lấy luôn. Giờ nghèo rồi, gặp cái gì cũng lụm hết á. Đây rồi, một que nữa. Cố lên, cố lên. Mình còn thiếu một que nữa thôi. Mình có thể làm được mà. Ở đây đổi mấy phút vậy? Đổi 2 phút, đổi luôn. Giờ là lút láng rồi đó. 2 phút để coi coi. Mình nghĩ là trong cái cây này vẫn còn một cái que nữa. Nên đi lên trên kiểm tra thử. Trong căn phòng này, trên cái cây này nhiều que, nhiều rương lắm. Tỷ lệ cao là chúng ta có thể tìm được cái que. Chính xác. Mình tìm được cái que cuối cùng rồi. Giờ là chỉ đi loot kiếm thêm đồ thôi. Yay. Quả thật đây là cái cây may mắn ghê á. Trước khi về farm thêm ít con quái lấy thêm linh hồn coi. Đâu nữa, con nhện nè. Con xương đâu, đâu đâu. Đây. Rồi nha, đi về thôi. Cho nốt mấy cái que vào. Tên tên. Sống ơi. Tưởng đâu không kịp rồi chứ. Mở rương thôi, mở rương thôi nha. À, mình sẽ đặt cái rương này ở đây đi. Sau này mình sẽ lắp đầy thành một cái bức tường luôn á. Hơi bị xịn đấy. Rồi, và trong rương lần này sẽ cho mình một cái kiếm nè. Một cái chìa khóa. Chưa biết cái này là kiểu như mở random rồi. Một cái áo. Một cái quần. Rồi một cái rương nữa. Wow. Chiến này khô bấu cho đồ xịn. Thơm thịt. Mấy cái này là có cái nào dùng tốt được không ta? Ui, cái miếng kiwi này sẽ cho mình thêm 5 giây hả? Ồ, mình có nên mang theo miếng kiwi này trong những chuyến đi sao không nhờ? Nó sẽ cho mình thêm 5 giây, nhỡ mà mình xui xui thì mình còn dùng tỉ kỹ tóc biến về nhà để mình cất đồ nhờ. Ồ, được á, mình nghĩ là mình nên mang theo cái miếng kiwi đấy. Rồi, tính ra chiến săn kho báu này tuy đi không quá lâu ha, nhưng mà được, toàn là đồ xịn thôi. Giờ mình sẽ cất vô trước đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu mở rương nha. Để mình coi coi mình có đủ một set đồ không. Nếu mà đủ set đồ thì chúng ta sẽ chế tạo luôn. Áo quần, nón thì hồi nãy mới ron rồi. Mà mình vẫn còn nè, lấy thêm một mảnh nón đi. Rồi thêm một mảnh ủng. Đây nha, mình sẽ ron luôn một set đồ nè. Biết đâu bất ngờ, nhiều khi bây giờ mình ron lại hơn á. Ở nào. Ui, mình thấy có cái áo mới cơ. Áo mới đi, áo mới đi. Áo mới đi. Ui sao. Sao mình thấy giống như nó bị trùng lại rồi. Ồ, cái áo là. Ồ, không xịn lắm. Cái quần thì sao? Cái quần thì cũng được thôi. Cái set đồ này nói chung cũng tạm được hả. Cái ổn này có chung bộ không nhỉ? Có vẻ đây là một set đồ hoàn chỉnh nè. Đây mình sẽ treo lên nhá, đây là một set đồ hoàn chỉnh luôn. Nón, quần, áo, ổn nè. Ủa sao hai set này nhìn giống nhau vậy? Ô, tính ra bị trùng à. Trời đất ơi. Chế tạo cho đã, rốt cuộc bây giờ cũng bị trùng mất rồi. Còn cái kiếm với chìa khóa các thứ đâu nè, hy vọng là đừng có trùng nha. Kiếm trước đi. Kiếm mới, kiếm mạnh mạnh cũng được. Kiếm gì đây? Một cái kiếm màu đỏ. 10 sức tấn công. Nó có 2 cấp độ. Tốc độ đánh của nó thì cũng tương đối nè. Nhưng mà cấp độ yêu cầu nó là tới cấp 111 lận. Ô mày chui. Còn chìa khóa thì cho mình một cái chìa khóa màu cam cam. Chìa khóa cam hả? Fun soy yeah. Wow. Chắc mình sẽ tạm thời mang theo chìa khóa luôn đi. Nhỡ mà có căn phòng nào có cái cánh cửa phanh soi thì mình sẽ mở ra á. Khá là hay đó. Còn cây kiếm thì nó yêu cầu cấp 111 thì chắc đợi tới chừng nào mình cấp 111 rồi tính nhá.
Chứ giờ mình mới cấp 40 à. Ủa, cái rương huyền thoại cho mình một một cái idol cấp độ Omega. Ê, một cái totem xịn nè. Uầy, cái này là miễn nhiễm đói luôn. Ôi thiệt không phải, nó cộng cho mình 0.5 sức tấn công nè, và nó còn miễn nhiễm đói nữa. Uầy, nếu mà như vậy thì nó thật sự tốt đấy. Mình thử là mình sẽ không ăn luôn nha, coi coi nó có đói hay không. Nếu mà miễn nhiễm đói thì quá là tiệc cứu mèo. Mà chưa, để mình dọn dẹp mấy vị khách không mời mà tới này cái đã. Ngày nào cũng tới nhà mình hết. Mệt mỏi thiệt. Đi chỗ khác mà chơi. Bữa nay không tiếp khách. Lì quá à, bữa nào cũng đuổi mà cứ chạy tới nhà người ta hoài. Rồi mà hôm nay mình sẽ bắt đầu ấp trứng rồng nhờ. Mình sẽ ấp trứng rồng xám đi. Một trứng thôi. Mình ấp hai trứng thì mình nuôi không nổi á. Rồi thêm một cục netherrack nữa. Rồi xong. Có đồ nghề rồi. Đi ấp trứng rồng thôi. Mình sẽ cẩn thận hơn ha. Mình ấp ở trên nóc nhà đi. Đấy. Như vậy là chắc cú nè. Chứ ấp ở dưới á, cái mấy con zombie nó gình gình, nó cắn lén mình thì nguy hiểm lắm. Rồi giờ thì đợi một xíu cho trứng rồng nở nè. Mục đích mình ấp trứng rồng là để chúng ta có một bé rồng và sử dụng trong việc luyện ra thép rồng ha. Mình rất là cần thép rồng luôn. Vì khi có được thép rồng, mình có thể chế tạo ra những cái loại vũ khí bằng thép rồng và có sức tấn công rất là dữ nha. Riêng cây rìu thôi là 30 sức tấn công nè. Hết sảy con bà bảy luôn á. Nhưng mà ấp hơi lâu á, mình phải đợi thôi chứ biết sao giờ. Còn bình thường không mất máu thì... Ui ui, cháy cháy cháy. Ồ ồ, cháy nhà rồi. Chắc không sao, mình ổn mà. Mình ở đây mình sẽ canh chừng. Chứ mình mà áp cao một hồi là quay lại là cái nóc nhà nó trội lõi đó. Ok. Đây rồi. Chào đời rồi, bé rồng đã chào đời. Sướng thôi. Uầy, tính ra trên nóc nhà lủng lỗ cũng tiện quá nha. Lọt xuống liền. sự cố thôi. Rồi, bây giờ thì mình cần phải có một cái ray gun staff nè. Đó, có gậy rồng rồi ha. Đi đâu vậy? Vô trong đi ra ngoài giùm bãi ăn thịt đó. Trời ơi, em gồng lì. Vô trong. Đừng có đi lung tung. Ngoài gậy rồng ra thì mình cần phải có thêm một cái horn nữa. Đây, sẽ làm một cái ray gun horn ha. Để có gì mình cất em rồng vô trong. Đó. Tiếp theo thì cần phải có thật là nhiều thức ăn để nuôi rồng nè. Và đây cũng là phần khó nhất. Thế nên là bây giờ phải đi săn một chuyến rồi đó. Mới có nguyên vật liệu về làm thức ăn cho rồng xám ăn được. Với cả là mình sẽ đi kiếm thêm vảy luôn. Một công đôi chuyện ha. Rồi giờ thì lên đường thôi. Quen gia ngõ hẹp, bữa nay lại gặp cái lâu đài trên không rồi. Thời tới. Để mình lại tranh thủ mình lấy vài cái chuông trước đã. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi tìm công chúa nha. Úi da, úi da. Mấy tên lính phát hiện rồi. Hôm qua thì mình chưa thấy công chúa, hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ thấy được công chúa bên trong á. Ồ, từ trên cao là mình thấy không có công chúa rồi đó. Bắn gì đây? Bắn kiểu gì lọt xuống dưới rồi thanh niên có té té lầu ơi. Thanh niên cung thủ bắn sao té xuống đây gãy chân rồi, không hiểu luôn. Gung gặp mình gung liền rồi. Wow, giấu đồ à, xin nha. Nhưng mà hiện tại thì chưa thấy căn phòng nào có công chúa nha. Ui ui, lính canh nhiều vậy. Nhiều lính canh lắm. Ồ, có thịt. Thịt về cho rồng ăn, Thôi mình tới. Nhưng mà có vẻ là bên trong lâu đài vẫn không có công chúa nha. Mấy thanh niên quý tộc thì vẫn còn, nhưng mà công chúa thì không thấy. Wow, chỗ này đẹp vậy ta. Làm bức ảnh selfie ở đây coi.
Cởi nón ra nhìn cho nó đẹp trai nè. Đây, 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 làm tấm ảnh ở đây mới được. Rồi nha. Xịn sò liền. Còn mấy thanh niên quý tộc này thì đừng có chạy nào mấy thanh niên quý tộc này. Mình sẽ thử chế tạo một cái khối ngọc lục bảo rồi mình trao đổi với quý tộc thử ha. Coi coi có đổi thiệt thiệt hay không, còn không thì mình bắt về làm nô lệ luôn. Được cái công đây. Rồi. Ơ. À. À. Người ta đưa ngọc lục bảo mà không có chịu đưa đồ cho người ta đúng không? Đúng không? Bây giờ một là đưa cái chuồng, hai là ha. Nghĩ về. Sao? Đâu rồi? Đâu mất tiêu rồi? Sao? Giờ tên tiên quý tộc thì tính sao? Đừng có chuồng, chuồng không có lại đâu. Bây giờ khôn hồn thì đưa cái chuông đi. Hồi nãy mình có 4 cái chuông rồi nè. Ok à. Định quật à? Mua bán cái gì đây? Rõ ràng mình đưa vô ngọc lục bảo mà không chịu bán đồ, đưa lại đồ cho mình. Khác gì mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản đâu. Rồi thôi xong rồi. Thì ra tên quý tộc này chọn cái chết. À định trốn hả? Ngươi chạy đừng rời, ngươi chạy đừng rời. Chạy đúng không? Ngươi thích chạy đúng không? Rồi bây giờ ngươi chạy đi đâu nữa? Giờ ngươi chạy đi đâu nữa? Đừng đối diện sự thật đi, đừng có quay mặt đi chỗ khác. Tính sao? Một. Điểm tới bà nhá. Không đưa là có cò chiên nè. Hai. Hai gửi. 299. Rồi thôi xong rồi, ý trời rồi. Không ai cứu được ngươi đâu quý tộc ơi. I believe I can fly. Này thì chống cự nè. Chống cự với cán bộ hả? Lấy lại khối ngọc lục bảo của mình mới được. Ủa? Trên núi nó có một cái nhà bỏ hoang hay sao nữa? Wow. Được một cái tiến trình gì cả. The Killer Bunny. Kepano. Wow, bữa nay mình đọc bắn tiếng Anh như gió luôn. Quá dữ, quá dữ. Killer Bunny là con thỏ hả? Đúng không vậy? Ây da, thỏ sát nhân. Ây ui. Ui mình. Này thì thỏ sát nhân nè. Làm thỏ sát nhân nướng luôn. Thỏ sát nhân. Ui da, con thỏ này. Này thì thỏ sát nhân nè. Chu choa. Thỏ cắn đau thật sự ấy. Nhưng mà may quá, mình mạnh hơn. Ui, nguy hiểm vậy. Nhưng mà ít ra ở đây nó có rất là nhiều vàng cho mình lấy về nha. Được đó. Ủa, hết rồi. Công trình này chỉ có vậy thôi ha. Nhưng mà cũng được, cũng được. Ồ. Vàng mà treo giữa đường vậy đó. Mà nhỏ xui xui rồi gặp mấy tên sơn tặc lụm rồi sao? Nguy hiểm chưa? Vàng bạc mà không có chịu cất. Ây da, trời, ui người ta. Người ta ngắm một xíu thôi mà làm gì đá người ta cái thế ớn vậy? Mình không có chân thỏ, hồi nãy mình farm được thỏ nhưng mà không có chân thỏ. Phải có thì mình sẽ thu phục ha. Ủa? Ê, wait, what? Ê! Ở đây nó có cái bức tranh hay sao nữa? Ồ! Ở đây nó có một bức tranh. Ủa, đúng không ta? Đúng rồi, đây là một bức tranh nè, mà không biết bức tranh gì thôi. Nhìn lạ á. Ui, sao nay toàn gặp công trình lạ lạ không vậy ta? Không biết là săn chuyến này về có đủ để cho rồng lên cấp 3 hay không nè. Mình sẽ làm thức ăn cho rồng trước cái đã. Mình sẽ làm nhiều nhiều đi. Làm hết luôn. Và sau khi làm hết thì mình sẽ được một stack và 14 phần ăn thôi. Rất là ít. Ây da. Ấn nhầm. Trời ơi, đánh vô mông rồng mình. Rồi, giờ thì mình sẽ cho rồng ăn nha. Liệu rằng có đủ để lên cấp 3 hay không? Cấp 3 là mình cưỡi được á.
Cấp mấy rồi, cấp mấy rồi? Ôi, cấp 3 rồi nè. Ê, thiệt cú mèo. Mình đã có thể cưỡi được rồng rồi. Mặc dù giờ mình có cánh nhưng mà mình vẫn thích cưỡi rồng nha. Ui, đã thiệt. Vì cưỡi rồng có tốc độ bay gần như là gấp đôi so với cánh luôn. Ui, ngoài ra, ngoài ra thì mình còn có thể điều khiển rồng tấn công các thứ nữa, cũng khá là thú vị ha. Ừ, được á, được á. Rồi, và khi đạt cấp 3 thì rồng có thể giúp mình kiểu như là rèn ra thép rồng rồi. Nhưng mà chỉ tiếc là bây giờ mình không có đủ số lượng để chúng ta làm cái lò luyện rồng cơ. Cái lò luyện rồng thì nó cần rất là nhiều vảy rồng nè, rồi cần rất là nhiều xương rồng nữa chứ, thiếu nhiều thứ quá. Thôi hôm nay thì mình có được rồng cấp 3 là cũng ok la rồi. Sắp tới là mình đi săn rồng sao ha. Rồi giờ thì rồng mình sẽ cho không được. Để rồng ngoài này rồi ban đêm mấy con zombie lại nó sàm sỡ rồng mình nữa, nguy hiểm lắm. Thôi, để rồng trong nhà. Nuôi rồng giống như là thú cưng ha. Cho rồng vô nhà ở luôn. Ây da. Nãy giờ mình ấn nhầm hơi nhiều. Rồi trời ơi, bắn vô cái. Ơ. Ồ, bây giờ mình đánh rồng mình không có mất máu. Wow. Được. Mình mặc sức mình bắn rồng nè, gãy ngứa cho rồng mình ha. Không có mất máu đâu. Ừ, mình giờ mình giàu mà. Mình sẽ làm cho rồng mình. A à, con ma này, hú hồn. Bây giờ mình sẽ làm cho rồng mình vài cái món giáp mặc nha. Cho rồng mình trông có vẻ hip the hop hơn á. Giờ mình sẽ làm một cái nón nè. Một cái cổ. Một cái lưng. Ờ, một cái mình chứ nhầm. Và một cái đuôi ha. Trời luôn, chơi bằng giáp kim cương luôn á chứ. Tầm này giáp kim cương. Đó. Quá là xịn luôn. Rồi, ít hôm nữa rồi làm việc với anh nha. Nhưng mà hiện tại thì mình đang muốn làm một cái vật phẩm có tên là cái vạt làm tượng ha. Công thức của nó thì nó cần một cái vạt bình thường nè. Mình sẽ làm trước cái vạt đi. Rồi sau đó mình sẽ kết hợp với thêm 7 cái phôi netherite nữa. Đây, để chúng ta có được một cái vạt xịn sò con bò hơn ha. Cái này thì mình sẽ đặt ở góc này đi. Wow. Hiện tại thì nó đang 0% nè. Để tăng cái phần trăm đó lên thì chúng ta cần phải có những cái bức tượng. Đây, đây là những cái bức tượng mà kiểu mình có dư sau những cái lần khám phá nè. Đó, mình sẽ lấy ra nhiều nhiều xíu ha. Rồi chúng ta sẽ cho vô đây. Đúng không nhỉ? Hả? Ồ. Có vẻ là mình phải cho nước vô trước thì sao? Ờ đúng rồi, mình phải cho nước vô trước, hồi nãy mình thiếu nước. Đó. Nó đã lên 3% rồi nè. Mình có rất là nhiều những cái tượng luôn, mình sẽ cho hết vô thử coi. Nó lên bao nhiêu phần trăm? Ồ, nó lên 72% rồi. Trời ơi. Trong đó là có 6 bức tượng của mình á. Nhiều thiệt sự. Cỡ lên, cỡ lên. Mình còn không nhỉ? Hình như là mình vẫn còn nè. Gom hết, đầu tư luôn á. Cho vô tiếp. 84% à. Ôi, xong rồi nè. Và khi được 100% thì mực nước trong đây đã cạn hết rồi. Và sẽ cho mình một cái Omega Statue. Tức là một cái pho tượng Omega á. Ê, đã thiệt chứ. Mấy con zombie đi chỗ khác nha. Đi chỗ khác. Giờ thì mình sẽ bắt đầu đặt pho tượng Omega này trước nhà của mình. Để trang trí luôn. Mình dự định là sẽ đặt nó ngay góc này nè. Nhưng mà không biết nó có đẹp hay không. Hay là đặt trước cửa nhà ta. Đặt ngay đây. Mình sẽ chọn nó thành gỗ sồi đi nha. Ok, gỗ sồi đi. Ơi mà khoan, cái này chưa phải tên mình. Phải ghi tên mình vô thì nó mới biến thành của mình ha. Rồi. Tên tên. Wow. Siêu to luôn. Thích quá à.
Đặt ở đây đẹp hay là đặt ở đây đẹp ta? Để mình nghĩ lại cái đó. Đây. Ở đây thì ngắm từ xa thì nhìn có vẻ đẹp nè. Ờ, bức tượng nhìn dễ thương quá à. Cái đầu to đùng luôn. Hay là đặt trong nhà luôn nhờ. Nếu mà đặt trong nhà thì nó có choáng chỗ quá không? Mình sẽ thử nha. Đặt trong nhà cũng được. Ủa sao nhà mình nay hơi dột ta? Nhớ. Quậy đúng không à? Rồi, hết dột rồi nha. Và như vậy hôm nay chúng ta đã có thêm một cái bức tượng của chính mình ha. Nhưng mà là phiên bản siêu to khổng lồ luôn. Ui, thích thiệt sự. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục cái hành trình đi khám phá thế giới kho báu của mình thôi. Hôm nay mình mới săn có một lần à, mà được cả đống đồ tốt luôn. Hy vọng là lần tiếp theo này chúng ta sẽ tiếp tục may mắn giống như vậy nhá. Rồi, còn chần chờ gì nữa, bước vào thôi. May mắn không? Lần này thì cho mình trừ 10 độ khó nè. Không có rương 7 luôn. Yes. Có thêm sức mạnh nữa. Hơi làm chậm một xíu thôi, nhưng mà vẫn ok nha. Rồi trong này thường cũng sẽ giấu rương nè. Ủa sao hôm nay không giấu ta? Ồ, còn có TNT nữa. Oh no. Ồ, hôm nay hơi sai kịch bản rồi. Hôm nay nó không giấu rương. Vậy thôi, chắc mình sẽ xuống căn phòng giải đố luôn á. Đi, đi xuống thôi. Ôi, hư rồi. Ui trời ơi, mình đúng nhỏ luôn. Cái trái bơm hồi nãy nó nổ, nó văng xuống dưới và nó đã làm hư cái căn phòng giải đố rồi. Phiến đá cổ thứ hai nè. Coi có rương thử thách ở cái căn phòng này không. Thường thì căn phòng này sẽ hay xuất hiện rương thử thách. Đấy đấy, 3 phút hả ta? Được luôn. Giờ mình còn nhiều thời gian mà. À, totem mới. Đồ sửa giáp. Thiệt luôn á. Đang quay mà đầy cái ổ cứng à. Bó tay chống cơ mình chứ. Cái cánh cổng kho báu lần này mình đi á, nó cộng rất là nhiều thời gian luôn á. Hồi nãy vô là mình tới tận 30 phút lận. Đây là lần đầu tiên mà mình có bước vào một cái cánh cổng kho báu mà nó nhiều thời gian giống như vậy luôn. Tuy nhiên thì mình hơi su cài nam một xíu thôi. Là hơi yếu. Bị dính hiệu ứng yếu đuối á. Ôi, bữa nay mình dư nhiều thời gian lắm. Cái chỗ này á, nó cần có 3 phiến đá thôi mà mình dư tới 25 phút. Trong khi mình tìm được 2 trên 3 rồi. Tha hồ mà mình đi khám phá cũng như là tìm những căn phòng bị giấu nha. Bữa nay mình có chìa khóa rồi á, nên mình tìm mấy căn phòng bị giấu là hợp lý nè. Thời tới. Ủa? Tới luôn rồi. Gì mau vậy? Trời, còn dư cỡ 25 phút để chúng ta có thể đi khám phá nha. Ôi, bữa nay lại có thêm một kỷ lục mới của mình rồi. What the heck? Mình đã tới cái cánh cửa vui so ye rồi. Ý, mình có thể dùng chìa khóa này. Mình đã mở thành công cánh cửa vui so ye rồi. Ý, đã gì ta? Thời mình tới. Rồi, đầu tiên là mình sẽ vơ vét những cái khoáng sản trong đây trước nha. Quá là nhiều luôn. Ủa? Ở đây. Còn trong rương thì nó sẽ cho mình những cái đồ mới nè. Một cái áo giáp. Rồi những cái quặng các thứ. Ở dưới này thì cũng còn rương nha. Rương dưới thì cho mình một cái ủng. Vậy là cho một áo với một ủng à. Một cái rương kim cương nè. Đấy rồi. Ồ, có lò nung ngọc lục bảo luôn. Chỉ vậy thôi hả? Thì ra trong căn phòng bí mật này nó giấu những thứ đó ha. Vậy mà từ đầu game tới giờ mình tò mò ghê luôn. Không biết là nó giấu thứ gì thần thánh ở trong này. Giờ biết rồi đó. Biết được bí mật của căn phòng này rồi. Còn gì lấy về được nữa không ta?
Cái cửa này lấy về được không? À không được. Ok. Vậy là xong rồi, chúng ta lần đầu làm chuyện ấy á. Wow. Ta nói nó đã nha, một xíu về chúng ta sẽ mở thử cái áo dưới cái ủng trong cái căn phòng đó coi coi nó có xịn hay không. Mình nghĩ là nó sẽ rất là xịn đấy. May mắn hay xui xẻo đây. Lần này thì mình tìm ra lại căn phòng hình chữ X đây nè. May mắn nha, mình không muốn xui xẻo nữa đâu. May mắn, please. Please. May mắn không? Ồ, may mắn thiệt. Đây là căn phòng khoáng sản. Thôi thì chắc bây giờ mình sẽ đánh boss giết đi. Rồi chúng ta sẽ về nhà coi đồ sao ha. Rồi bật kỹ năng lên. Vô, giáp lá cà luôn. Bữa nay là mình chơi giáp lá cà luôn mà, chiến lắm. Sợ gì? À, vô đây. Hơi bị mạnh rồi đó. Vô, lúc trước ăn hiếp ai? Bây giờ boss đã 350 máu rồi. Cấp 40 mà 350 máu. Rồi nhỏ mơi mốt mình lên cấp cấp cao hơn thì không biết như thế nào đây. Sợ không? Thành công chinh phục boss ở cấp độ 40 rồi ha. Rương boss mình sẽ đặt ở góc bên này đi nha, cho nó hợp lý ha. Đây, đặt xuống. Rồi. Và thêm một cây ba sao nữa. Ồ, vậy là mơi mốt mình có cây ba sao để xây cua rồi. Trong rương thì nó sẽ cho mình một cái ủng nè, một cái áo, một cái rìu. Rồi hết rồi. Ờ, có nhiêu đó là những thứ xịn thôi à, mấy thứ khác thì cũng bình thường thôi. Ok. Nói chung thì cũng được. Và sau khi đi săn kho báu các thứ về thì cửa hàng linh hồn. Ôi, bây giờ mình mua được chưa? Ủa sao mình mua không được nha? Ôi, nó bán 247 linh hồn cho một cái siêu nè, nhưng mà sao mình không mua được ta? What the heck? Ủa, kỳ á. Mình rõ ràng mình đủ linh hồn mà nó không cho mình mua này. Ồ, ảo thật đấy. Có gì đó sẽ sai rồi. Hay là bắt buộc mình phải nâng cái kỹ năng Soul Hunter này lên nữa. Ủa? Thôi, nói chung thì trong ngày hôm nay á, mình cũng đã lần đầu mở được một cái căn phòng bí ẩn trong thế giới kho báu. Mình cảm giác trong đó đồ nó khá là xịn luôn á. Sắp tới mình phải gắng tìm thêm nhiều chìa khóa hơn. Không, cái đó là phụ thuộc nhân phẩm rồi. Nhưng mà nếu mà hên nó có thêm chìa khóa thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm những căn phòng giống như vậy để mở rương và lấy đồ á. Quá là đã luôn. Rồi, và còn có thêm một mấy rồng về đội của mình trong thời gian sắp tới sẽ giúp mình luyện thép rồng và chế tạo vũ khí xịn hơn đó nha. Hơi bị háo hức luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye. We'll be right back.